Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm mê quái nha mình nha. Cây này có cái củ cực kỳ quái luôn. Đây. Có đóng nguyên một cục luôn này. Cây này có mã số là 912 nha. Có tổng hòn ngay chỗ tay nắm em đo là 30 nha. Còn hòn thân là 17 nha. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh nha là 45. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 30 nha, chậu nhựa nha mình. Rồi cây này thì em xin giao lưu nhanh nha, là 2 triệu bao ship nha mình, cả chậu luôn nha. Cho một tác phẩm mê chu quái luôn. Đây, cây thần này. Có cái cò này, như đây có cái cò này, nó lên đây nó lượn nè. Cò lắc rất chi là duyên luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới thay áo cho nó nữa là tuyệt vời luôn. Ok luôn nha. Cây đang rất chi là sung tốt luôn. Bộ dây định hình cho nó này. Rồi mã số 912 nha. Mình xin giao lưu nhanh luôn. Là 2 triệu bao ship cho mình. Cả chậu luôn nha. Chậu này chậu nhựa nuôi thôi nha mình. Về mình lên cái chậu mới nha. Cây cực kỳ duyên luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.